Xin chào quý vị và các bạn. Đây là toàn cảnh khu vườn nhà chú Cường Họa Sĩ được nhìn ở trên cao. Tác phẩm Huyền Phương Vũ, phiên bản con cháu này. Và đây là một tác phẩm cũng rất là đặc biệt. Và tôi cũng có may mắn là khi chú Cường Họa Sĩ giao lưu tác phẩm này, tôi cũng được chứng kiến. Và cái địa điểm giao lưu tác phẩm này cũng là một cái địa điểm rất là đặc biệt. Hiện nay thì chú Cường họa sĩ cũng đang mở chăn ra để cho quý vị các bạn xem kỹ hơn. Xin chào chú ạ. Rồi, xin chào tất cả anh em. Thì đây là cái tiết mục nó tương đối là bí ẩn một tí. Vì vừa rồi chùm chăn là lý do là để tạo lên cái bệ rễ. Vâng. Thế thì hôm nay là chú Vân là có một cái dịp may mắn là trời nó mát. Thế thì anh em đến đây thì mới mở ra được, chứ nó nắng là không mở được. Nó nắng không mở được. Vì dễ nó ra mà nắng quá nó hỏng mất. Thế thì đây là cái phôi mà chú đã chứng kiến là mua ở triển lãm điện tử cách đây mấy năm đấy. Thì bây giờ nó gọi là tạm tạm thôi. Nhưng mà thôi thì cứ chia sẻ anh em cho nó vui. Để thấy được cái quá trình làm việc và cái quá trình hình thành một cái tác phẩm là thế nào. Và khi tôi có gặp gỡ với chú Cường họa sĩ ở triển lãm điện tử và cũng chứng kiến chú Cường giao lưu tác phẩm xanh này, và cái video đó thì tôi lấy với cái tiêu đề là bản lĩnh chinh phục những em khó. Cây xanh này thì có rất nhiều những cái điểm khó làm. Về cơ bản hiện nay tôi nhìn lướt qua thì cũng thấy rằng chú Cường cũng đã chinh phục được những cái điểm khó làm nhất. Về cơ bản thì nó cũng đã đi vào form, dáng của nó thì cũng đã cơ bản dần dần hoàn thiện. Quý vị các bạn xem tác phẩm này nhá, sau đó chú Cường sẽ chia sẻ thêm. Đấy, thấy là ví dụ những cái rễ nó đang ra này, thế nếu mà hôm nay nắng là không mở ra được. Vâng. Thế là may chú Vân là may. Thế thì một cái quá trình hình thành, mình làm như thế để cho nó bám rễ vào cây. Thế thì ra được đến đâu cái là nó bám chặt vào đá luôn. Thế thì cái đây là một trong những cái tác phẩm mà quyết tâm chinh phục và định là nhường cho người khác đấy. Người ta không mua. Thế thì mình thấy nó ưng mắt thì là mình cứ mang về để chinh phục. Thế thì cũng bấy giờ cũng có nói một câu nó tương đối nó lạc quan một tí là thôi, vì cái cây này thôi sống thêm mấy chục năm nữa để chinh phục. Tức là ý là gì, xong cây này phải 20 năm nữa. Thế nhưng bây giờ mới được có 3-4 năm nhỉ. Thế thì bây giờ nó hòm hòm này rồi, thế thì phần trên khi bắt đầu nó đã bén rễ như này, nó khỏe này rồi thì trên nó phát triển rất nhanh. Thì bắt đầu mình làm trên. Nhưng mà cái lâu nhất là cái quá trình làm đá này. Làm đá này mất thời gian, mấy bố con là mất gần 2 năm. Thế thì cứ gỡ ra lại làm lại, gỡ ra làm đi làm lại thì nó mới đạt yêu cầu. Thế thì bây giờ bắt đầu nó bám vào đây rồi, nó đang ra nó... Đây bây giờ rễ nó bám đất rồi nhá. Và khi nó bám đất rồi, nó bén rồi thì nó phát triển rất là mạnh. Về cơ bản thì hiện nay nhìn nó cũng khá là thuận mắt. Có lẽ nếu có sửa thì cũng khó có thể sửa được nữa. Vì nó cũng khá đẹp rồi. Theo như chia sẻ của chú Cường họa sĩ thì cây này cũng đã chinh phục nó lâu. Và có nhiều cái ý tưởng, cũng có những cái thay đổi để nó phù hợp với cây. Cái khúc xương khó gặm. Khó gặm, đấy, thì ngắm đi ngắm lại. Thì nhưng mà thế này, khi mà nhai được xương thì mới thấy ngon. Vâng. Thì nó đã răng một khỏe thì... Thì ăn thịt nạc không ngon đâu, nhưng mà nhai xương là ngon. Thì đấy là cái. Thế nhưng mà quá đúng là nó khó thật. Quá trình nó một quá trình chinh phục cái này là. Cho nên khi mà mình về mình phải vẽ lên một cái demo đấy. Cái demo mà đưa lên cái bản phác thảo này, chia sẻ khắp thế giới 1.4 triệu view thì mình thấy lạ. Nhưng mà không hiểu sao mà cái cây thiết kế lên mà người ta chia sẻ nhiều thế. Thế thì giờ đến giờ này thì nhiều người là may hơn côn thôi. Là may thôi, không nói mạnh được. Nhiều cây mà nếu về không biết làm cái thì nó lại biến cây thành gốc, thành gốc thành củi là mất đi. Thế cái này thì đúng lúc đầu là một đống củi. Đấy, chú chứng kiến đó, chú lồng, chú quân về mà lồng thêm cái đoạn ngày xưa chú quay lúc đầu thì đúng là một đống củi.
thường xuyên theo dõi quá trình cập nhật cây xanh này của chú Cường và nhìn nó thấy rất là đẹp rồi, nhưng có lẽ là cái sự mong muốn nó hoàn thiện và mong muốn nó lên một cái đỉnh cao của giá trị nghệ thuật thì chú Cường cứ tiếp tục chỉnh sửa và tiếp tục tư duy muốn làm cho đẹp thêm, và cho đến nay thì cảm thấy như tác phẩm đã rất là hoàn hảo về giá trị nghệ thuật, về cách phối đá thì rất là ăn khớp với cây và nó cũng rất là phù hợp với cây này. Đây là đầu phượng. Đây, cái này là trên đỉnh Phù Vân. Vâng. Tên tác phẩm này chúng đặt tên cho nó là Trên đỉnh Phù Vân. Đấy. Trên đỉnh Phù Vân. Và tác phẩm này cũng được giao lưu tại Yên Tử. Và cái đỉnh Phù Vân thì nó cũng gắn liền với Yên Tử. Đấy, chỉ có Yên Tử mới có đỉnh Phù Vân. Ừ. Có lẽ là cũng do cái lý do đó. Cái đó là do cái bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương. À, và Trên đỉnh Phù Vân thì là viết về cái chủ đề ấy. Thế cho nên khi mà cách đây năm ngoái năm kia là nhạc sĩ Phó Đức Phương lên tận nơi xem cái cây này, nó có hai cái clip nói về cây đó. Và cũng gắn liền với một cái địa danh của Yên Tử nên chú Cường nó đặt tên một cái tên nó cũng rất là ý nghĩa, và cái dáng thế của nó thì cũng rất là phù hợp với cái tên Trên đỉnh Phù Vân. Quý vị các bạn xem kỹ nhé, chất liệu đá mà chú Cường chọn lọc để ký cây này cũng rất là đẹp. Thế đi sâu hơn nữa về chất liệu thì chất liệu đây là một cây xanh Nam Điền, và nếu các bác thợ nào nhìn qua thì cũng phát hiện ra đây là một cây xanh tán tầng phá. Chính vì nó là cây xanh tán tầng phá nên cái độ già của nó rất là già, cả cái rễ của nó hiện nay cũng đã nổi màu vàng đồng rồi nhé, cây rất là già. Và với cái bàn tay khéo léo của chú Cường thì cũng xin chúc chú khỏe nhiều năm nữa để tiếp tục cho ra đời rất nhiều những cái tác phẩm đẹp. Và với cái không gian trong lành như này, yên tĩnh như này thì chắc chắn rằng những người yêu cây như chú thì sẽ được rất nhiều cái sức khỏe. Cảm ơn. Thì bây giờ thì xin mời quý vị các bạn xem thêm một số tác phẩm khác tại sân vườn chú Cường họa sĩ nhé. Tác phẩm sung có những cây xanh truyền thống, có những cây ăn trái này. Đây là cây sung huyền chi đảo điện. À, và đây là cây chi nó huyền xuống và được cái nó là sung nếp, nó nhiều quả sung nếp. Từ sung là sợ nặng nhá quý vị các bạn nhé. Đúng rồi, sợ nặng là sung sướng, sung túc. Thì còn sợ nhẹ thì lại là xung đột. Cho nên ý nghĩa về phong thủy của cây sung rất là hay. Sung sướng, sung túc. Tác phẩm rất là quen thuộc của chú Cường họa sĩ, tác phẩm Nghinh Phong. Một tác phẩm cũng rất là nổi tiếng đây. Cứ nhìn tác phẩm này thì mọi người biết ngay là vườn của chú Cường rồi, không cần phải giới thiệu. Tác phẩm này là chú Cường ký đá từ khoảng tầm năm nào, chú Cường có nhớ không nhỉ? Cái này là làm đi làm lại nhiều lần. Vâng. Nhưng khi hoàn thiện nó là... Lúc đầu là làm từ năm 2005. Vâng. Thì lúc đầu là nhờ chú Tiến đá làm. À vâng. Nhưng lúc đầu nó chỉ nằm ở trong này thôi. Vâng. Thế về sau lên Tiến Xuân này thì phải thêm tất cả những cái này là về sau hết. Sau làm lại. Vâng. Phải làm lại. Là ngày xưa nó chỉ ôm khối đá này. Nó ôm cái con bè, này... nó có cái cục đây nó nặng. Nè. Nó nặng đè quá, nó mình phải thêm cái này. Phối thêm cái này hay, cái đá lỗ đẹp này. Đấy, thêm tìm được cái miếng này gắp vào đây nó hợp. Đấy. Thành ra nó có hòn phụng họa thêm này cũng là hợp với cái tổng thể của cái cây này. Mua mình nó là cây xanh cổ mà. Vâng. Thế long bàn hổ phục. Tức là bên kia là con hổ này. À. Bên này là con rồng này. Hai con phủ phục lẫn nhau. Đấy. Thế thì hai cái thế lực, một là thế lực ở trên không, con rồng. Thế lực ở dưới là có thật thì là con hổ. Giữa cái không và cái có thì hợp lực với nhau. Đấy. Còn các cụ đặt ra một cái thế gọi là long bàn hổ phục, muốn nói lên cái sức mạnh. Chất liệu cũng là chất liệu xanh Nam Điền. Và cây thì cũng rất là già. Cách đây mấy năm là thực ra người ta làm nó không hoàn chỉnh.
Nó do cái ngọn kia thì mình mua cắt đi làm lại, cắt mất cái ngọn chính, cắt cái tay này đi. Và cái dâu rồng ở đây thì người ta mất, cho nên để người ta cắt đi mất ấy. Thế thì mình phải làm lại, bố trí lại, bố cục để cơ bản nó vẫn giữ được cái thế Long Bàn Hổ Phục, nhưng về bố cục nó thuận mắt hơn. Thế thì đến bây giờ là cũng bắt đầu hòm hòm rồi, chuẩn bị là nếu mà sáng năm là có thể đi triển lãm được. Thế trên sân vườn này thì chủ yếu là những tác phẩm hoàn thiện và gần hoàn thiện. Ở nhà cũ thì chủ yếu là bây giờ chú để nuôi phôi chú nhỉ? Phôi. Và khu nhà sàn cũ thì cũng gần cạnh đây thôi. Hiện nay Cường cũng đang phát triển một số phôi. Có một cái cây này. Cái này cũng là một cái cây. Đây cũng là tác phẩm rất là đặc biệt đây. Là một trong những cái cây mà sau khi bạt cái chuyển nhượng cái dấu ấn thời gian cho chú Minh Dưỡng đấy. Thì có lấy lại cái này để kế tục. Tức là có cái sự chuyển tiếp. Như lúc bấy giờ về thì nó hình thành trước về ý tưởng, tức là cái tên ra đời trước. Thế thì cái tên ra đời trước thì cái cây lúc bấy giờ nó chưa đẹp, cái tên là Tinh Hoa Đất Việt. Thế mà cái cây thì nó chưa đạt đến Tinh Hoa Đất Việt thì mới nghĩ ra là lấy một cái gốm để gắn vào đây. Thế thì bây giờ gốm gì để xứng đáng Tinh Hoa Đất Việt thì đây chính nó là gốm Chu Đậu thời nhà Trần. Thế thì phải hy sinh một loạt những cái gốm để cho đây để nói lên, để nó chứng minh cái tên ấy là Tinh Hoa Đất Việt trước. Thế còn cây lúc nào nó đẹp nó thành tinh hoa tính trong. Thế thì bây giờ đã là 4 năm rồi. Thế thì đây là hình tượng tổng thể, là hình tượng bản đồ Việt Nam. Và bên trong là giống như là mẹ Âu Cơ. Dưới này là một cái bọc, một cái chậu, nó ôm một cái chậu. Và những cái này thì nó là tượng trưng cho trăm trứng. Thế cái này là tử, nhưng tử này không đóng ở dưới mà tử nằm ngang, thì giống như người mẹ bồng con. Người mẹ bồng con ngang. Thế nên là cái đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu đấy. Thì nó nhẹ nhàng thôi. Thế thì cái ý tưởng là như thế. Thế mà mình sẽ xây dựng làm sao dần dần để cho nó thành cái đẹp mong muốn, như là mong muốn. Thì chắc là độ 2 năm nữa thì... Về chất liệu thì đây cũng là chất liệu xanh Nam Điền. Và chú Cường làm thì cái này cũng chinh phục cũng mấy năm gần đây đấy chú nhỉ? Đấy, từ lúc bán cây dấu ấn mà đấy cũng thời gian gần đây thôi. Nhưng mà chú cũng làm rất là kỹ rồi. Để xem nhá. Những kia vết cắt giật của chú Cường, những cái đoạn rất là ngắn như này, cũng có những nét dài, nét ngắn tạo lên cái độ phiêu của cây. Bông tán thì được làm rất là rõ ràng, bạch lạc. Quan trọng thì nó rất là đẹp, có chiều sâu. Quý vị và các bạn vừa tham quan vườn cây mới của chú Cường họa sĩ. Và video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.